Các bạn thân mến, ngày hôm nay rất vui khi chị lại được quay trở lại cùng với các bạn ở trong một phần radio mà chị nghĩ rằng là chúng mình sẽ có thời gian để cùng nhau ngồi nghe lại. Bây giờ cũng đã là gần 11 giờ rồi. Tạm thời gác lại những công việc của mình để cùng lắng lòng một chút và nghe số radio này của chị Hiên các bạn nhé. Các em thân mến, ngày hôm nay chị rất muốn được chia sẻ cùng với các bạn những bức thư của Lưu Quang Vũ gửi cho nữ sĩ Xuân Quỳnh, để chúng ta cùng với nhau nhìn vào đó, thấy được những dòng yêu thương họ đã gửi cho nhau trong những tháng năm xa cách. Đó là một tình yêu thật đẹp, thật nồng nàn, thật sâu sắc, không kém gì những bài thơ tình nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích của họ. Và lá thư đầu tiên của chúng mình, ngày 5 tháng 6 năm 1976. Quỳnh yêu thương, em gắng đi về bằng máy bay cho khỏe, không mua gì cũng được, về với anh và con, về với nhà ta đi thôi, về với phố Huế chật hẹp, với nhà trẻ nơi ta đón mí, với quán cà phê Nguyễn Công Trứ, nơi ta uống cà phê hai hào buổi sáng, với những gã giáo viên còm, những người công nhân lam lũ và những tay thợ làm đạo cụ sân khấu, về với những con đường chúng ta vẫn đi, những công việc, với cái thành phố nghèo, nơi người ta sống rất khổ mà vẫn luôn tìm cách để sống thanh thản trong nỗi khổ ấy, sống thanh thản và yên tĩnh. Những ngày này nhớ và thương Quỳnh nhiều lắm, không lên bực bội về Sài Gòn và người Sài Gòn làm gì. Mùa đông này về với anh, đi bên anh, nằm bên anh trong căn phòng đầy tranh của chúng ta và với mí tuyệt vời của chúng ta. Và chúng ta sẽ viết chứ, sợ gì em nhỉ, nếu chúng ta là kẻ không có tài trí lắm, không viết được điều gì to tát, thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng ta sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người. Hôn em rất lâu, Vũ. Đó là lá thư đầu tiên. Chúng mình sẽ cùng đến với lá thư số 2 các bạn nhé. Ngày 9 tháng 6 năm 1978. Quỳnh nhớ thương. Em đã đi được một tuần, nhớ em và buồn lắm. Mấy bố con ở nhà vẫn bình thường, mẹ đi vắng, mí cứ quấn bố, tối không chịu xuống bà. Hôm nào cũng bảo bố với em đi đón mẹ đi, mí ăn được, ngủ được, vẽ thêm nhiều tranh mới. Tuấn Anh xuống bác, bà Tuấn Anh vẫn ở đây, ngày nào Tuấn Anh cũng đi bơi, xong ăn cơm chiều với bà hoặc với anh rồi lại về bác. Kít thì vẫn về luôn. Anh đang viết gấp cho xong tập sách diễn viên, cũng mới viết được mấy bài thơ và định viết chuyện ngắn về Campuchia. Nhuận bút tập thơ của em, mẹ bảo có lẽ phải hàng tháng mới có tiền. Mấy bố con cũng túng, nhưng cũng cầm cự được vì có cá khô, tôm khô rồi. Anh làm mọi việc nhà xong, du con yên thì đã là 11 giờ, lúc đó mới làm việc. Mới biết em ở nhà làm việc vất vả thật. Những gì em dặn về nhà cửa, về con, anh đều nhớ và lo chu toàn. Chỉ có điều là nhớ em và mong ngày em về. Có lẽ cũng phải một tháng nữa em mới về nhỉ. Em cũng chẳng nên mất thời gian quá với những dự định sẽ mua sắm bên đó, để sức mà đi xem, đi chơi. Đời sống vợ chồng con cái mình rồi cũng đã ổn dần, miễn là mình viết và được, in được. Nhiều việc muốn làm quá, anh rất sốt ruột. Sức khỏe thì có hạn, anh cũng muốn làm xong mỏi com măng để thư thả mà làm thơ. Anh muốn viết khác đi, hay hơn, và chắc rằng sẽ viết được. Mới đó mà đã nửa năm, em về với hai vợ chồng. Em về, hai vợ chồng sẽ đi đâu với nhau một chuyến. Em đi Liên Xô kỳ này, anh cũng rất mừng. Sống với nhau, anh chỉ mong em sung sướng và làm việc được.
Anh thì mãi mãi vẫn thế, vẫn là anh của em, với tất cả những nhược điểm và ưu điểm mà anh có. Nhưng sẽ mãi mãi yêu thương em hơn cả những ngày qua cộng lại. Mí ngoan và tội lắm, rất khôn. Hôm qua đang chơi cái gì đó mắng kít, chỉ chuyên phá hoại thôi. Mí bắt anh đọc bài thẩm chửi anh không thuộc. Mí khóc bảo anh là bố không thuộc mà lại để mẹ đi Liên Xô mất. Bố không thuộc thì bố đi Liên Xô, để mẹ ở nhà đọc với em chứ. Hôm qua Mí vẽ cái tranh tên gọi là Mí đứng dưới ba cửa sổ chờ mẹ. Anh gửi cho em đây. Hôn em, nhớ em nhiều. Em ở bên đó xứ sở đẹp đẽ giàu có, nhớ đến gian buồng và cái sạp của bố con tôi không? Anh của em. Các bạn thân mến, đó đều là những cái bức thư rất là tình cảm mà nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã gửi cho người vợ, người bạn, người tri kỷ của mình là nữ sĩ Xuân Quỳnh, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái lời mà chúng ta có thể từ đó đưa vào trong những cái phần phân tích của các bạn. Và ngày hôm nay, hy vọng rằng với hai bức thư này, các bạn sẽ có thêm những ngữ liệu cần thiết để viết được những bài văn thật hay các em nhé. Và quan trọng nhất vẫn là chúng mình có thêm nhiều cảm xúc thật là tuyệt đẹp để đưa vào trong những bài viết của chúng mình nữa. Còn nếu như băn khoăn thì hãy để chị Hiên trở thành người đồng hành cùng với các bạn nhé. Cảm ơn các em rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian cho chị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn của chị ngủ thật ngon nhé. Bye bye các bạn nhỏ.